một ngụm nước chấm no ăn được hết con gà với xôi này. Đây 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 đây, mùa đông là phải chơi nóng nóng nóng, mùa đông là phải chơi gà bó xôi. Uầy, bị cắt mất hai cái đùi rồi anh em ạ, đùi trong bụng này. Ấy, nước chống no, một ngụm nước chống no ăn được hết con gà với xôi này. Gà này đích thị gà chạy đồi rồi anh em ạ. Xôi vẫn còn nóng hôi hổi giòn rốc rốc luôn anh em ạ. Các cụ dạy rồi, xôi, thịt gà, đàn bà là phải dùng tay. Đây còn thiếu mỗi cái thứ ba thôi. Anh em bị chạm vào hàm răng nữa. Anh em thấy không? Tôi ăn hết một con gà, hết cả xôi luôn rồi. Còn mỗi còng. À, mùa đông ăn cái gì hợp nữa anh em nhỉ? Anh em gợi ý cho tôi với nhá.